Là một thời gian. Kinh Đại Lễ Đức Phật, Kinh Đại Lễ Giáo Pháp, Kinh Đại Lễ Chư Tăng, Kinh Lễ Hòa Thượng Tăng Già Lê, Hòa Thượng Giác Đạo. Kính chào Thượng Tọa Minh Hạnh, thường chào tất cả quý tu nữ và quý Phật tử. Kính thưa quý vị, trong tương ưng mà chúng ta học vừa qua, khi nói cái tương ưng quẩn, cái trường tương ưng quẩn, trong đó đề cập đến nhiều phẩm và nhiều bài kinh xoay chung quanh vấn đề ngũ uẩn. Khi nào còn hiện hữu, ngũ uẩn thì khi đó còn bị sanh già bệnh chết. Khi nào còn luyến ái ngũ uẩn, dính mắc tham luyến đối với ngũ uẩn thì khi đó vẫn còn bị khổ. Sinh già chết sầu bi khổ hoài. Hôm nay chúng ta học bài kệ Pháp Cú 348, tức là bài kệ số 15 của phẩm Ái Tanh Hà Quốc đó. Nhưng bài kệ này vì cái thể kệ cho nên một cách mà vận dụng từ để cho nó phù hợp với âm vận và trong cái giới hạn số từ trong một câu bắt buộc phải có. Thế là Đức Phật phải vận dụng các cái từ khác để thay thế. Thí dụ như khi nói muôn chát phù rê hãy buông bỏ, hay là hãy thoát khỏi trước kia, thì cái chữ phú rê trong trong trường hợp này đó, chú giải thích là chỉ cho ngũ uẩn thuộc quá khứ a tỳ các hành thác. Còn chữ vui chấp bách sở tu, tức là hãy buông bỏ hay là hãy thoát khỏi cái sau này. Bách sở tu ở đây là chỉ cho ở vị lai anagata, khanh thác ngũ uẩn vị lai. Mới chê muôn chát là hãy buông bỏ cái ở giữa, tức là không thuộc về quá khứ, không thuộc vị lai, là ám chỉ cho hiện tại. Bất chấp bành á, rồi cái câu phá quá sát paragu, chữ Bagaru ở đây đó, Paragu là chỉ cho cái bờ kia hay là bỉ ngạn. Chữ Para là bỉ ngạn, là bờ kia. Paragu, chữ Gu
là xuất phát từ cái động từ gacchati, cần gắm mắt, gắm mút. Cái ngữ cần gắm mút có nghĩa là đi đến hay là đạt đến. Baragu tức là đáo bỉ ngạn, là đi đến bờ bên kia, đạt đến bờ bên kia là Niết Bàn. Nhưng ở đây Đức Phật này mô tả là phải quá sát Paragu, tức là đến bờ kia sanh hữu, mà kia của sanh hữu tức là cái bờ giải thoát, bờ Niết Bàn. Còn chữ sanh hữu ở đây đó là chỉ cho cái biển trầm luân sanh tử. Biển trầm luân sanh tử này có ba cõi mà chúng ta gọi là dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu, kamapha wa, rupapha wa và arupapha wa, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Ở Tuần Thắng Pháp thì chúng ta biết cõi dục đó, thì nó gồm có 11 cõi, là 6 cõi thiên, một cõi nhân loại và 4 cõi khổ. Như vậy là 11 cõi, 11 cõi dục, gọi là dục sanh hữu, gọi là kamapha wa. Còn sắc hữu ở đây tức là chỉ cho 15 cõi, 16 cõi sắc giới, trong đó có ba cõi sơ thiền, ba cõi nhị thiền, ba cõi tam thiền và bảy cõi thứ thiền. Và trong bảy cõi thứ thiền này có một cõi gọi là cõi vô tưởng. Cõi vô tưởng đó là nhất quẩn. Còn 15 cõi kia thì cũng là ngũ quẩn. 15 cõi sắc giới vô tưởng là ngũ quẩn. Rồi vô sắc hữu hay là cõi vô sắc thì gồm có bốn cõi là không, cõi không vô biên xứ, cõi thức vô biên xứ, cõi vô sở xứ và cõi phi tưởng, phi vi tưởng xứ. Thì cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, ba cõi tái sanh đó gọi là ba sanh hữu. Nó như là một cái biển trầm luân. Khi đã đạt đến bờ bên kia, tức là lên bờ an toàn, thì đó là Niết Bàn, vượt khỏi ba hữu. Còn cái câu mà nói rằng sắp tha quyền vô tư ma xô, tức là không giải thoát tất cả, và tất cả ở đây đó là nói về giải thoát khỏi năm quẩn, thoát khỏi 12 xứ, thoát khỏi 18 giới, tức là thoát khỏi pháp vô vi, tất cả pháp vô vi. Rồi trong cái câu cuối cùng, nước của nó cha tiết trả răng Upehisi. Upehisi là một động từ thì vị lai của cái động từ upe, upe thay vì là thì vị lai là upesati, nhưng mà lại có một cái dạng đặc biệt gọi là upehisi. Khi mà chúng ta học về ngữ pháp Pali đó, thì chúng ta cũng cần phải lưu ý đến những cái căn động từ mà nó xảy ra một vài hình thức đặc biệt.
Nó không giống như động từ thông thường, chúng ta gọi đó là những cái căn động từ, những cái căn động từ bất quy tắc. Cho nên cái thì vị lai chữ thì hi xí, chữ thì giới là chỉ áp dụng đối với một căn này thôi. Và cũng có thêm một căn nữa, tức là căn khá. Động từ caro tí là làm, sẽ làm, gọi là ca hí xí. Những cái này là những cái đau đầu nhất của cái người học Bali. Nhưng mà kiếp này học không được thì phía sau chúng ta học học nữa. Học riết thì chúng ta cũng phải rành thôi. Nhìn mặt chữ là chúng ta biết ngay. Ở đây cái động từ ông về hí xí nó có rất nhiều nghĩa, và cái nghĩa thực thực dụng của nó, cái nghĩa thực dụng của nó là đi đến. Nhưng mà trong con nó còn có cái nghĩa khác, nghĩa trừu tượng. Thì ở đây như chữ cha tiếng cha răng cũng về hí xí, cha tí cha răng nát cũng về hí xí là sẽ không trở lại già chết, sanh già, không trở lại sanh già. Ở trong chú giải giải thích cho biết là vì cái giới hạn của từ ngữ ở trong một bài kệ gatha, cho nên không có nói đủ mà chỉ nói là cha tí cha răng, tức là sanh già thôi. Và ở đây chúng ta phải hiểu là sanh già bệnh chết. Cha tí cha ra vyadhi maranang, chúng ta phải thêm, phải hiểu thêm cái chỗ đó. Thì như vậy cái bài kệ mà Đức Phật ngài dạy rằng buồn chát buồn chát bạch chật tu mà chê buồn chát sau quá sát ta guru baragu sapatha vimota manaso napura chati chắc rằng cũng về hy sinh. Hãy buông bỏ quá khứ, vị lai và hiện tại, đến bờ kia sanh hưởng tâm giải thoát tất cả, ngươi sẽ không trở lại đau khổ sanh già chết. Chữ su thì có nghĩa là Đức Phật ngài dạy là hãy buông bỏ quá khứ, hãy buông bỏ vị lai, hãy buông bỏ hiện tại, đi đến bờ kia sanh hữu tâm giải thoát khỏi tất cả, ngươi sẽ không trở lại sanh già nữa. Thì ở đây thưa quý vị, đây là một cái duyên sự đặc biệt Đức Phật ngài đã thuyết câu kệ vô phá cú này. Câu chuyện nói về công tử Ugasena, công tử Ugasena là con của nhà triệu phú, nhà bá hộ, nhà trưởng giả ở trong thành Rajagaha. Ở tại thành Rajagaha, cứ mỗi nửa năm hay là một năm có một đoàn múa nghệ thuật, không phải chỉ múa ở trên cái sàn sân khấu mà là còn múa ở trên dây giăng
hoặc là trên đầu cái sào là quan sát. Cái sự biểu diễn này bắt buộc cái người diễn viên là phải có cái tài nhảy cao và giữ được thăng bằng ở trên cái sợi dây hoặc là trên đầu của cái sào, giữ được thăng bằng. Và diễn viên chính của đoàn xiếc này là con gái của ông chủ đoàn xiếc. Cô này cũng đẹp, cũng xinh, nhưng mà đặc biệt là cô ta có tài múa ở trên đầu cái sào, hay là sau khi tung mình lên lộn vài vòng rồi rớt xuống cũng đứng yên ở trên cái sào hay là trên cái sợi dây. Với những cái tiết mục đó đã thu hút rất nhiều khán giả là dân chúng ở trong thành ra cho các hát, trong đó có công tử Út La Sê Na và các bạn của anh ta. Và một lần khi mà công tử nghệ thuật xiếc múa dần dần, công tử đó lại đem lòng thầm yêu trộm nhớ cái phụ nữ diễn viên xinh xắn tài ba này. Công tử về nhà ốm tương tư, và khi cha mẹ hỏi bệnh gì thì công tử mới nói rằng con đã đem lòng yêu thương một nữ diễn viên trong đoàn xiếc múa nghệ thuật. Nếu con lấy được nàng thì con sẽ sống, còn nếu như con không lấy được nàng thì con sẽ chết. Vậy thưa quý vị, thời xưa trong cái thời xa xưa phong kiến, người ta cũng thường, dầu cho Trung Hoa hay bên Ấn Độ cũng vậy, hay ở Việt Nam cũng vậy, ở đâu người ta cũng có cái quan niệm là phải xứng tròn với nhau mới lập thông gia, tức là nhà có con trai thì phải kiếm cái nàng dâu cũng đồng là môn đăng hộ đối, hay là nhà có con gái thì cũng phải kiếm nhà môn đăng hộ đối để mà gả hoặc để cưới, như vậy mới xứng chứ. Nếu mà tầm thường một chàng công tử mà đi cưới một cái cô gái làm cái nghề hạ tiện hay là nghèo khổ thì đương nhiên là cha mẹ họ không đồng ý rồi. Thế cho nên khi mà cha mẹ của chàng công tử đó khuyên giải con, nói rằng cha mẹ sẽ đi cưới cho con một tiểu thư môn đăng hộ đối, nó xứng với cái gia đình cao quý của chúng ta. Nhưng mà công tử Ugasena thì Ugasena thì không chịu, dứt khoát nếu không lấy được
Nàng nữ diễn viên đó thì anh ta sẽ chết. Vì thương con quá cho nên cha mẹ của chàng phải đặt cho người mang lễ vật đi đến đoàn xiếc, gặp cái người chủ đoàn xiếc để giảm tuổi cái cô gái của ông ta, cô nữ diễn viên đó. Nhưng mà bây giờ gặp cái trở ngại là cha của cô gái thì không phải là vì lý do môn đăng hộ đối, bởi vì ông ta cũng chỉ là một chủ đoàn xiếc thôi, có cái gì đâu mà gọi là sang cả đối với xã hội. Nhưng mà ông ta vì lý do khác là con gái của ông ta là nữ diễn viên chính trong một đoàn xiếc. Nếu mà đoàn xiếc này không có cô gái đó biểu diễn thì đoàn xiếc tan rã. Cho nên bây giờ ông ta nói với cái người đi đến và dạm hỏi đó là mai mối, nếu mà công tử nhà quý ông mà chịu ở rể, tức là theo đoàn xiếc của chúng tôi đi đây đi đó, thì tôi sẽ gả cô gái cho. Họ về báo lại cho cha mẹ của chàng hay, và cha mẹ chàng nói lại cho chàng biết. Tưởng đâu là chàng nghe như vậy sẽ bỏ cuộc, cha mẹ của chàng nghĩ vì là một công tử sống nhàn nhã trong một cái kho tài, trong một cái kho tàng tài sản của cha mẹ, anh ta ăn sung mặc sướng và có đầy đủ những mọi thứ vật chất. Nếu mà nghe như vậy thì nghĩ rằng là anh ta sẽ bỏ cuộc, nhưng mà không ngờ là anh ta yêu cô nàng đến mức độ mà anh ta si luôn, anh ta si mê. Anh ta không nghĩ ra cái chuyện khó khăn khi mà anh ta rời bỏ cái đời sống công tử này để đi theo cái đoàn xiếc, đi du diễn chỗ này chỗ kia. Anh ta nói với cha mẹ là con sẽ đi theo, thì cha mẹ cũng đành gạt lệ để cho anh ta đi. Thì giữ lời hứa con đoàn xiếc mới gả con gái cho, và từ đó anh ta đi theo. Nhưng mà vì là một công tử còn nhỏ lớn đâu có biết làm cái gì, cho nên đoàn xiếc của người ta thì khác, nghệ nhân đó thì họ biểu diễn những cái tiết mục múa nghệ thuật, anh ta không biết gì hết, cho nên được sắp xếp cho ta làm cái công việc là hãy đoạt xiếc biểu diễn ở đâu xong rồi sẽ dọn đi chỗ khác để người ta thu xếp hành lý của đoàn, chắc lên xe và đi đến cái chỗ nào mình dừng lại để biểu diễn, thì anh ta có cái phận sự là chất đồ xuống và dọn dẹp xe cũng như cắt cỏ nuôi ngựa, là cái công việc đó. Nhưng mà thế rồi hai vợ chồng trẻ cũng sanh được đứa con. Vì cái trường hợp này cũng giống như trường hợp của du sĩ Upaka. Sau khi quần tục không còn là vị du sĩ nữa, trở về cưới gái thợ săn đó, cũng có con và bị bà vợ và hát và trêu ghẹo, cũng bị Ukasena tình cờ nghe được cái cô vợ
Trong lúc mà vui đùa với con trai nhỏ thì Tiêu đó gọi đứa con bằng con của người khuân hành lý, con của người đánh xe, con của người chăn ngựa, vân vân. Người ta nghe như vậy, người ta đi vào, người ta hỏi: có phải nàng đang ám chỉ ta không? Thì cô ta nói: em chỉ đùa với con thôi, nhưng mà cái đó cũng sự thật là như vậy. Anh coi em có làm được gì ngoài cái công việc đó đâu. Anh chỉ nói thôi được rồi, nếu mà nàng coi thường ta như vậy, ta sẽ cho nàng thấy ta là người mất khả năng như thế nào. Anh ta mới đưa đến năn nỉ cho cha vợ, dạy cho người ta tất cả những cái nghệ thuật múa xiếc ở trên dây sào. Và không bao lâu anh ta đã trở thành một nam diễn viên múa nghệ thuật rất điêu luyện. Và thế là từ đó trong đoàn xiếc có hai vợ chồng, con ông trưởng đoàn, ông chủ đoàn, chủ đoàn xiếc là vai chánh, cứ đi lưu diễn ở chỗ này ở chỗ kia. Họ đi khắp tất cả mọi quốc độ, mọi xứ sở, mọi tỉnh lỵ. Cuối cùng họ trở về kinh thành Rajagaha. Là người ta chuẩn bị cho một cái sân khấu và thông báo với toàn dân chúng ở trong thành đi đến xem nghệ thuật múa xiếc. Và người ta còn thông báo cả diễn viên sẽ có cái tiết mục múa vào ngày nào, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, vân vân. Thế là vào cái ngày mà buổi sáng tới lượt anh chàng Ugasena biểu diễn, thì lúc đó Đức Thế Tôn ngài tại quê lưu đá, ngài dùng thần thông với thiên nhãn quan sát thế gian, và ngài thấy rõ duyên lành của Ukasina hôm nay sẽ chứng quả là, cho nên ngài vẫn chưa tỳ kheo đi khất thực. Rồi trong lúc trở về, trên đường về đi ngang qua cái đoàn xiếc đang biểu diễn, và Đức Thế Tôn ngài dừng lại đó. Dân chúng khi mà họ nhìn thấy Đức Phật thì họ xoay ra, họ kính cẩn đảnh lễ Đức Thế Tôn, xá chào Đức Thế Tôn, mà họ chỉ quan tâm đến Đức Thế Tôn thôi. Thì anh chàng Upasena này anh đang biểu diễn, anh thấy mọi người không có chú ý, không có tán thưởng những cái động tác của anh ta nữa, thì anh ta mới dừng lại. Anh ta nghĩ rằng dầu cho biểu diễn cũng vô ích thôi, nhưng Đức Thế Tôn ngài biết được cái tư tưởng của anh ta nghĩ vậy, ngài bảo trong giả Mokkalana đi đến khuyến khích anh ta hãy biểu diễn tiếp. Và thế là anh ta có cái sự hưng trở lại và anh ta biểu diễn. Khi mà anh ta hoàn tất cái tiết mục còn đang đứng ở trên sào, trên đầu của cái sào, lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngài đi đến, ngài nói vọng lên: cho anh ta nghe,
Này Upasana, bậc hiền trí nên từ bỏ quyến luyến ngũ uẩn thuộc quá khứ vị lai hiện tại để thoát khỏi sanh già. Đáng xin ngài đọc lên cái bài kệ Muôn chất pure, muôn chất bạch chạy thô, mạch chê muôn chất, và quá sắp ba guru, paragu, sắp bạch thá huy bố tát, ma nà sô, nắp cura, cha tí chả răng, ô bê hí xích. Hãy buông bỏ quá khứ, vị lai và hiện tại, đạt bờ kia sanh hữu, tâm giải thoát tất cả, ngươi sẽ không trở lại đau khổ sanh già chết. Khi Đức Thế Tôn dứt bài kệ thì vẫn đứng trên cái đầu của cây sào cao cách mặt đất 30 hecta và anh ta Upasena đã chứng quả La Hán với tuệ Phật trong hình thức là một người cư sĩ. Anh ta mới từ ở đồng cái sào anh ta leo xuống xuống đất đi đảnh lễ bậc đạo sư và xin được xuất gia. Đức Thế Tôn ngài đã chấp nhận và cho ta xuất gia bằng cái hình thức ê hí phi khúc. Hãy đến đây này tỳ kheo. Ở đây chúng ta phải biết rằng là thì nam tử khi xuất gia thành tỳ kheo trong giáo pháp thì lực có ghi lại trước tiên là Đức Phật ngài cho phép cho thọ cụ túc giới bằng cách là đọc tam quy tí sa na gam na có quả sam bà đa, rồi sau đó xuất gia bằng cách là chặt tốt thác nhát tí cầm bạc quà trà, tức là xuất gia bằng cách là tứ bạch tuyên ngôn có cái hội chúng tăng chứng minh và một vị luật sư sẽ tuyên bố một lần và lấy biểu quyết ý kiến Anusavana 3 lần. Nếu mà chưa tăng im lặng có nghĩa là chưa tăng chấp nhận thì vừa dứt cái tuyên ngôn hành hành xử đó thì nam tử nó trở thành vị tỳ kheo. Nhưng mà đó là xuất gia với một vị tỳ kheo hay là với tăng chúng kìa, còn những người mà xuất gia với Đức Phật thì chỉ có một cách duy nhất là xuất gia ai thích phú. Không thể nào Đức Thế Tôn làm thầy tế độ của cha giá cho một thị nam tử mà chúng tăng hội họp chung quanh rồi tụng tuyên ngôn để hài tên ngài ra mà nói rằng đây là đệ tử của Đức Gotama vô có à, xuất gia với Đức Phật đó, tại xuất gia tại Thế Cú. Những người nào đến xin Đức Phật xuất gia mà ngài xét thấy rằng người đó không có phước duyên xuất gia bằng cách ê hí phi khú thì lai tỳ kheo thì Đức Phật ngài chỉ định cho tôn giả Sariputta hay tôn giả Mahakacchana hay tôn giả Ananda sẽ là thầy tế độ cho cái thị nam tử này xuất gia, có chúng tăng chứng minh.
Tình trạng công tử với Upasena thì có đủ túc duyên, có túc duyên để thọ phụ túc giới, cho nên đắc a la hán xong rồi chúng ta mới xuất gia tỳ kheo. Và chúng ta cũng phải nhớ rằng là cái trường hợp này, nếu một người cư sĩ mà đắc a la hán xong đó mà không có xuất gia thì sẽ viên tịch niết bàn nội trong 7 ngày, chỉ có xuất gia thì mới giữ được cái mạng sống. Bởi vậy cho nên kỳ rồi chúng ta học cũng đề chuyện của hoàng hậu Khê Ma, và hậu Khê Ma chứng a la hán sau khi nghe Đức Phật thuyết và kể. Đức Phật ngài đã nói với Đức vua Bimbisara: thưa đại vương, nên để cho Khi Ma xuất gia hay để cho Khi Ma viên tịch niết bàn? Vua Bimbisara là một vị trung đồ quần, cho nên vua hiểu được. Vua bạch Đức Thế Tôn: xin Đức Thế Tôn hãy cho nàng xuất gia, hãy xuất gia cho nàng, chớ để nàng viên tịch sớm. Thế là nàng xuất gia thì không đi. Trường hợp này cũng vậy, chúng ta đọc qua chúng ta cảm thấy có gì đâu, có gì đâu là dạy cái pháp tu, nhưng mà tại sao vị này nghe xong lại chứng quả A-la-hán? Thì thưa vị, ở trong cái trình độ của chúng ta không có nằm ở trong cái giới phút của cái vị Bồ Tát kiếp chót, cho nên chúng ta nghe xong bài kệ chúng ta không có thấy cái gì. Nhưng mà chính cái vị thiện nam tử đó hay vị tỳ kheo đó mà có đầy đủ duyên lành ba la mật, và kiếp này là kiếp chót để cánh của đời sống phong hạnh, giải thoát khổ sanh tử luân hồi, thì vừa nghe xong bài kệ đó là ta hiểu liền, người ta hiểu liền. Đừng có nói chi là cái đạo giải thoát, như chúng ta biết rằng ông thầy mà dạy võ cho người học trò, nhưng thầy chỉ ngồi đó đọc lên những cái câu câu thiệu nhắc về cái quyền cước, cái chiêu thức, thì người học trò đó luyện theo đó mà thành một bậc cao thủ. Nhưng mà chúng ta nghe như vậy đó, chúng ta không hiểu gì hết. Nên ở đây khi mà chúng ta đang tu tập, chúng ta tập tùy quán. Đức Phật ngài có dạy cho chúng ta cái pháp tu cơ bản khởi đầu, một cái điều thuận pháp cho một vị tỳ kheo đó là làm sao có cái tâm yểm ly đối với ngũ uẩn Nibbida, tức là cái tâm nhàm chán. Nhàm chán đối với ngũ uẩn này, và khi yểm ly rồi tiếp tục còn có một cái pháp
Vâng, căn bản cho vị tỳ kheo tu tập đó là tiền quán vô thường đối với ngũ uẩn, tùy gắn tiền quán khổ não đối với ngũ uẩn, tiền quán vô ngã đối với ngũ uẩn. Bây giờ chúng ta chưa biết là chúng ta có đủ duyên lành hay không. Nhưng dù chúng ta vẫn có những cái pháp dạy ngẫu nhân nó bắt đầu hiện thế trong tôi, tức là một người có tính tướng niệm niệm tuệ đầy đủ gặp được vị minh sư là vị thầy giỏi, rồi khi mà dạy dạy đúng cái đề mục mà vị hành giả đệ tử tương đắc, rồi có cái sự tinh tấn thực hành theo đó, vâng, thì mặc dù nói như vậy nhưng mà bây giờ ai sẽ là cái vị thầy cao minh để mà hướng dẫn cho chúng ta, cho chúng ta cái đề mục thích hợp với cơ tánh? Khó lắm thưa quý vị. Thứ hai nữa là khi mà chúng ta thực hành cái pháp đó, nếu mà chúng ta có một cái gì trục trặc thắc mắc, chúng ta đi đến cái vị thầy của mình, chúng ta hỏi liệu cái vị thầy đó có thể giải thích cho chúng ta nghe chính xác về những điều mà chúng ta thắc mắc hay không. Tôn giả Rahula đang trong lúc mà ngồi ngồi thiền với cái đề mục quán vô thường khổ đau vô ngã, thì lúc đó thầy tế độ của tôn giả Rahula là ngài là trưởng lão Sariputta, đi đến thấy học trò, thấy đệ tử mình đang ngồi thiền tu tập, thì ngài dạy thêm về nhập xuất tức niệm là niệm hơi thở. Thế thì tôn giả Rahula đang hoang mang không biết là nên thực hành theo bậc đạo sư hay nên thực hành theo thầy tế độ, và cái nào có lợi ích nhiều hơn, bởi tu tập như thế nào. Tôn giả Rahula liền đi đến đảnh lễ Đức Phật và bạch hỏi Đức Phật về vấn đề, Đức Phật ngài dạy cho, ngài dạy cho pháp để mà tu tập mà tiến bộ. Còn như bây giờ đó, chúng ta không có gặp được, bây giờ chúng ta cứ tự cho rằng là mình một người còn non kém, mình còn thiếu cái phước ba la mật, thiếu cái trí tuệ để chọc thủng cái màn của mình, cái trí tuệ chúng ta còn yếu quá. Thế là bây giờ chúng ta cứ họ nhàm chán ngũ uẩn quán vô thường quán khổ não quán vô ngã ngũ uẩn, bởi vì có tu tập bốn cái pháp đó, đến khi mà mình thuần thục chín mùi rồi, nếu mà trong hiện tại không chứng được đạo quả thì đi đến trong tương lai mà chúng ta gặp một vị Phật khác như Đức Phật Vết Tây Giá này, lúc đó ngài cũng thuyết cho chúng ta nghe một bài kệ để gợi ý đúng với trình độ của mình, thì lúc đó chính là A-la-hán thôi.
Bởi vì một người mà muốn buông bỏ cái ái tham ngũ quẩn thuộc về quá khứ, ái tham ngũ quẩn thuộc vị lai, ái tham ngũ quẩn thuộc hiện tại, muốn từ bỏ ái tham đó là người này phải đã từng có cái tuệ quán. Thấu đáo về cái bản chất vô thường, Anicca, bản chất khổ đau của pháp vô vi, Dukkha, bản chất vô ngã của pháp vô vi, Anatta. Khi mà chúng ta tu tập quán thường xuyên như vậy, thuần thục như vậy, thì chúng ta mới có thể buông bỏ được ái tham đối với của quận, chứ không phải là chuyện dễ. Ở trong cái bài kệ này chúng ta nghe xong chúng ta sẽ ngạc nhiên là đối với công tử Upasena, nhân thân của anh ta trước đây là con của một vị trưởng giả ở trong thành Trajaka, đem lòng yêu thương một cô gái ở trong đoàn xiếc. Rồi bây giờ đã cưới được cái cô nàng đó rồi, hai vợ chồng sống thì cũng đã có hạnh phúc rồi, thì không có lý do gì mà khiến cho anh ta phải nhàm chán. Nhưng mà Đức Phật đã biết cái trình độ của anh ta là cao hơn thế nữa, là mặc dù đó là hạnh phúc, nhưng mà trong cái hạnh phúc đó nó có cái sự đau khổ, và cái sự đau khổ này chung quy cũng tại vì tham ái đối với ngũ quẩn. Quả thật vậy, bây giờ mà anh ta phải sống một đời sống lăn lộn khổ ải như thế đó là cũng chỉ vì anh ta có sự luyến ái cái thân ngũ quẩn thôi. Mọi chuyện đã qua thì gọi là ngũ quẩn quá khứ, mọi chuyện sắp tới trong tương lai, tức là khi mà già sắp chết rồi, lúc bây giờ mơ ước cái cảnh giới tái sanh, thì đó là tham ái đối với ngũ quẩn tương lai. Và ngay trong hiện tại thì anh ta đang hưởng thụ hạnh phúc với cái người vợ mà anh ta yêu thích, thì anh ta cũng sẽ phải lẩn quẩn hoài như vậy, cứ lẩn quẩn ở bờ bên này của sanh hữu, tức là bờ bên này đây ám chỉ cho bờ luân hồi trong tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Là chỉ khi nào mà từ bỏ được sự ái luyến, ái tham đối với ngũ quẩn quá khứ, ngũ quẩn vị lai và ngũ quẩn hiện tại, bỏ đi, không còn cái sự dính mắc gì cả, cách tâm giải thoát khỏi tất cả, thì lúc đó anh ta mới sẽ không trở lại sanh già. Cái điểm mà Đức Phật Thích Tôn này nhấn mạnh ở đây là Savatthi Vimuttamanaso Napuna Chati Charang Ubehisi. Khi mà tâm giải thoát khỏi tất cả thì ngươi Ubehisi là ngôi thứ hai, vị lai ngôi thứ hai, ngươi sẽ không trở lại sanh già, có lẽ là ở trong quá khứ. Thì thân của tôn giả Upasena cũng đã từng phát nguyện, lập nguyện sẽ giải, mong sẽ giải thoát khỏi sanh già bệnh chết ở trong tương lai.
Và do đó khi mà Đức Phật Ngài nhắc lại cái câu này đó, đã đánh động được tâm tâm lý giải thoát của Upasena. Và vậy ấy ngay tức khắc là chứng được đạo quả A-la-hán, khi mà còn đang đứng ở trên cái đầu của cây sào biểu diễn đã chứng A-la-hán rồi. Một điều hy hữu, một điều đặc biệt như vậy. Và thưa quý vị, sự thật nếu mà cái có những cái câu chuyện tích như thế này mà khi nghe người khác kể đó, nhất là những vị mà họ hư cấu cái câu chuyện, thì chúng tôi cũng không bao giờ chúng tôi để tâm. Nhưng mà vì những cái câu chuyện này có trong Tam Tạng kinh điển, trong chú giải bằng tiếng Pali, và chính chúng tôi là người đã xem cái bản Pali đó, cho nên vì vậy cho nên chúng tôi có cái niềm tin ghê lắm thưa quý vị. Mà chúng tôi nghĩ ra thì cái chuyện đó thì rất dễ hiểu. Tại sao cái điều đó chắc chắn là có xảy ra, không thể là cái chuyện mơ hồ. Cho nên hôm nay khi mà chúng ta đọc bài kệ này, chúng tôi nhắc lại cái bài kinh tương ưng mà vừa qua chúng ta đã học về bốn cái pháp, bốn cái thuận pháp cho một vị tỳ kheo là khởi lên cái sự nhàm chán hay là bị im lì đối với ngũ quẩn, rồi trú tùy quán vô thường, trú tùy quán khổ não, trú tùy quán vô ngã. Có như vậy thì trong tương lai nếu muốn, khi mà được nhắc lại, được gợi ý, thì chúng ta sẽ từ bỏ được cái tham luyến ngũ quẩn thuộc quá khứ, thuộc hiện tại, thuộc vị lai, và tâm sẽ giải thoát khỏi tất cả. Thì đó là sự chia sẻ của chúng tôi qua cái bài kinh, bài kệ Pháp Cú và 48 hôm nay. Và bây giờ thì tôi xin dứt lời vừa đủ với thời gian, xin kính thỉnh và thượng giác đẳng trở lại. Nam mô Phật A Di Đà. Sa thú cái trình Quan Thế Thế Sư. Bạch Quan Thế Thế Sư, trước khi Thánh Hòa Thượng đi nghỉ đó, có một câu muốn hỏi là chúng ta hiểu rằng chư vị thanh văn á, cho dù ba la mật đã đầy đủ rồi nhưng mà không thể tự mình giác ngộ mà cần được sự khai thị bởi một vị chánh đẳng chánh giác, hay là giáo pháp mà vị chánh đẳng giác để lại, thì quả thực có cái suy nghĩ nào khi mà đọc kinh điển là tại sao tự mình giác ngộ nó lại là một cái khó khăn như vậy, mà phải tu nhiều ba la mật như vậy mới có khả năng tự mình giác ngộ, trong lúc sự khai thị ấy, thì nó đến từ một cái như là một 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 câu kệ hay là một cái gì rất là ngắn gọn, thậm chí đang đang biểu diễn lên cây sào mà thầy đắc đạo chứng quả được, thì thì có thể chia sẻ là tại sao cái sự tự mình giác ngộ nó khó khăn đến nỗi mà một chư vị thinh văn mà đầy đủ ba la mật cần đến một vị chánh đẳng chánh giác để họ trợ duyên trong cái giây phút đó không? Cái thỉnh Hòa Thượng. Chư Tôn Đức kính thưa quý vị, Đức Thế Tôn Ngài cũng có thuyết
để ngài nói đến cái trường hợp bản thân ngài đã tìm ra được cái lối mòn dẫn đến cổ thành đã bị che lấp. Niết bàn, đạo quả niết bàn được ví như là cái cổ thành, một cái thành phố cổ đã bị chôn lùi, chôn vùi dưới đống thời gian, và cái con đường để đi đến cái cổ thành đó na đã bị cỏ lấp đầy với cái bụi thời gian, nó lấp mất cái dấu vết của con đường đó, và chỉ có cái khả năng của vị chánh đẳng chánh giác Bồ Tát chánh đẳng chánh giác ngài mới do ba la mật của ngài ngài tu tập điêu luyện hơn, thuần thục hơn và mạnh mẽ hơn. Cái ý chí mạnh mẽ là chẳng những ngài dám hy sinh bỏ tài sản, đánh đổi tài sản để mà quân tu ba la mật, không phải chỉ có gì mà ngài còn có thể hy sinh cả cái tứ chi vật, liên hệ thân thể ngài bỏ đi với ý chí mạnh mẽ để quân tu ba la mật, gọi là ba la mật bậc trung của Uppappa Rami. Rồi Bồ Tát Toàn Giác ngài có thể hy sinh cả cái mạng sống để quân tu pháp ba la mật, gọi là Paramattha Parami, ba la mật bậc thượng. Có cái ý chí như vậy nhưng mà đối với hàng Thinh Văn, Bồ Tát Thinh Văn thì vị đó không có đại hùng đại lực như vậy. Cũng như chúng ta đọc lịch sử, chúng ta thấy người mà khai sáng ra một cái thành phố, một cái ngôi làng chỉ có một người thôi, rồi những người kia đi theo cái con đường đó người ta đã khai sáng xong rồi, bây giờ đi đến đó chỉ để mà lão làng lập ấp lập nghiệp thôi, nhưng mà đi khai phá đó mới là khó đó thưa quý vị. Cái trình độ của vị Bồ Tát Thanh Văn thì không thể tự mình khám phá ra cái con đường đó, chỉ có Bồ Tát Chánh Đẳng Chánh Giác thì ngài mới khám phá con đường đó, và ngài đã phát hiện được cái cổ thành, thì cái con đường đó tức là con đường Bát Chánh Đạo Đức Phật ngài khám phá, con đường trung đạo. Còn các vị Thanh Văn thì mặc dù đủ ngay trong kiếp đó gọi là có đủ khả năng để chứng quả La Hán, nhưng mà chúng ta nên hiểu rằng người mà khám phá cái con đường để dẫn đến cái cổ thành, tức là quả niết bàn đó, quả vị niết bàn, đạo quả niết bàn, không phải là
giải. Khi người ta đã khám phá ra, người ta phát hiện mới bắt đầu báo cho vua biết vân vân, hay là tự họ sau khi thấy được bắt đầu họ sẽ khai khẩn, họ tìm hiểu rồi họ phát quan làm hiển lộ cái ngôi cổ thành đó để mời gọi mọi người đi đến tham quan. Vì Bồ Tát Thinh Văn thì chỉ có việc là đi đến tham quan thôi, chứ còn cái việc mà khám phá ra cái con đường mà bị cái thời gian, bụi thời gian mà che lấp đó. Cứ mỗi một vị Phật, giáo pháp của Đức Phật Kassapa đã mất đi, từ lúc mất đi cho đến ngay trong hiện tại, xem như là cái con đường Bát Chánh Đạo đã bị vùi lấp trong chúng sinh trong thế gian này, không phải khám phá được nữa. Mãi cho đến cái thời kỳ hiện tại, Bồ Tát ngài từ ở trên cõi trời Tu-xích-tát, ngài sanh xuất cõi người và ngài là một vị hoàng thái tử xếp thách thát, ngài từ bỏ hoàng cung đi xuất gia, ngài hành khổ hạnh, và sau đó ngài khám phá cái con đường trung đạo. Những cái việc làm đó ngoài Bồ Tát Chánh Đẳng Giác thì không có một chúng sinh khác mà có thể khám phá được như vậy. Đến khi ngài khám phá được rồi, ngài thiết lập giáo pháp thì ngài mới dạy, dầu cho ngài thuyết một bài kệ mà vị thiện nam tử Ốn Ca-xê-na và những người khác mới vừa nghe xong bài kệ đắc đạo quả rồi, thì chúng ta tự hỏi dễ quá, có bài kệ có 4 câu thôi, tại sao mà lúc trước không suy nghĩ 4 câu để chứng đạo quả đi? Nhưng mà thưa quý vị, không phải chuyện dễ đâu. Đức Phật ngài khám phá cái con đường giác ngộ đưa đến Niết Bàn, và đối với chúng sinh nào mà ngài muốn chỉ điểm về cái con đường đó, ngài dựa vào cái trình độ căn cơ của họ trong quá khứ đã suy nghĩ cái gì, đã tu tập cái gì, đã thuần thục cái gì, thì ngài gợi ý lại thì tự nhiên là họ nhận ra liền. Cái đó là cái điểm rất là đặc biệt mà chúng ta cần phải hiểu được. Lý do đó là tại sao khả năng tự mình giác ngộ không phải là chuyện đơn giản. Chỉ có bậc Chánh Đẳng Chánh Giác thôi. Còn cái việc mà một vị Thinh Văn dầu cho có về công quân tu Ba La Mật đi nữa, nhưng mà chỉ là Ba La Mật bậc hạ, tức là trong lúc mà thực hành Ba La Mật ngài chỉ có cái hùng khí là hy sinh tài sản vật ngoại thân để hành Ba La Mật thôi, nhưng mà hễ cái gì có liên quan đến tứ chi hay liên quan đến mạng sống thì mình thối thoát, không có chấp nhận. Bây giờ mình là hạng Thinh Văn, có người nào đó họ xin tài sản của mình, xin tiền bạc của mình thì mình sẵn sàng mà cho được, nhưng mà xin mình một cánh tay, một cặp mắt thì chắc chắn là mình không có đủ hùng đại lực để mà mình móc mắt mà mình cho được đâu. Nói sơ sơ đó, bây chúng ta thấy rằng cái chuyện mà khám phá cái con đường đưa đến sự giải thoát, người khám phá đầu tiên, người khai sáng cái con đường này chỉ có bậc Chánh Đẳng Giác thôi, Hạ Thinh Văn không có được. Thì chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi thứ nhất của Hòa Thượng Giác Đẳng vừa nêu năm một thời giờ. Sa thủ kinh.